Thì hôm nay mình review cái cặp bông trang hình lục bình nha anh em. To nhất của huyện Bình Tân luôn nha. Rất là đẹp nha anh em. Hoành là 28, cao 3 mét nha anh em. Thì cái cặp này thì vừa mới là bứng lên về lên chậu nha anh em. Thì đang sửa. Chừng nào nó bung ra hết cái dàn khung này thì mình sẽ review lại cho các anh em cùng xem. Đó. Đang bung dây chì nha anh em, rất là đẹp nha. Rất là to luôn. Đó, lớn nhất Bình Tân luôn nha. Đó, anh em nào có cặp bình bự hơn thì liên hệ với mình để mình review nha. Đó. Thì khoảng vài tháng rồi sẽ bích cái những cái dây, khung dây. Đó sẽ mình review lại cho các anh em mình xem, rất là khủng nha. Đó, cao 3 mét. Cái hoành là khoảng 2m8 nha anh em. Đó. Rất là đẹp nha anh em. Chung đang mới vừa về tỉa ra bông là túa ra rất là đẹp. Sau này nó ra bít những sợi dây đó mình sẽ review lại cho các em cùng xem cái cặp lục bình này như thế nào. Bịch bông bông trang nha. Bông rất là đẹp luôn, thì mới vừa dời lên. Đó, bên đây nha nè, hai cặp nào đều nhau luôn nha anh em. Rất là đẹp. Đó, huyện Bình Tân nha anh em. Rồi sau này mình sẽ review những cái cây độc lạ trên kênh mình nha. Anh em nào có quý kênh, đăng ký kênh, nhớ nhấn chuông để nhận tất cả các thông báo nha. Mình những ra những video độc và lạ. Ai muốn review mua bán mai hoặc là giới thiệu mai, liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp mình nha. Để trao đổi trực tiếp nha anh em. Đó, cặp lục bình khủng nha. Rất là đẹp luôn. Đó, thì những cái khung dây này nó sẽ ra bít xem thì sẽ tỉa lại thì bông ra túa ra rất là đẹp nha anh em. Rồi thì cái video mình đến đây là kết thúc nha anh em. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những video tiếp theo nha. Rồi, chào tạm biệt tất cả anh em.